Xin chào các bạn, hôm nay giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi chiên không dầu Glutten 5,4 lít. Dòng này thì nó là dòng cơ. Thiết kế thì nó cũng tương đương với cái dòng điện tử, nhưng mà cái này thì nó chỉ có, nó không có màn hình hiển thị nhiệt độ và các chức năng. Đây nó chỉ có thiết kế hai cái phím cơ này thôi ạ. Bên là nhiệt độ và bên là thời gian. Thì cái này thì là dung tích 5,4 lít và công suất cũng là 1700W. Cái dòng này thì dành cho những người nào mà thích gọn gàng, đơn giản và tiện dụng. Đây, khá to, dung tích khá to, bên trong là men chống dính cho dễ vệ sinh ạ. Đây ạ, cái này mở này, ấn này. Đây, con này thì sẽ chiên được con gà khoảng độ cân 7, tầm cân 7 quay lại. Đây, mình test luôn cho các bạn xem. Đây nhá, mình sẽ, cái này thì nó không hiển thị như cái kia. Khi nào mình xoay phím thời gian và nhiệt độ thì nó mới sáng, sáng cái đèn. Đây là nhiệt độ nó sẽ lên được đến 200 nhiệt độ này. Đấy, thời gian này. Đó, chạy luôn ạ. Đó, chạy khá là êm. Nói chung là bên ngoài thì toàn bộ là thép không gỉ, hay là inox này. Nếu mà mình không muốn lấy nữa này, mình không muốn nó, khi xong nó sẽ cứ keng này. Đấy, đây thì toàn bộ là nhựa đen, khá là đẹp.